luôn, không bao giờ có cái chuyện là về đề là người ta nhẹ đấy. Thì cái đơn vị thì đang làm với một cái bạn anh Mạnh chỗ Hồ Mộc đấy. Đấy thì anh Mạnh chắc là anh biết rồi đúng không? Vâng vâng, đấy thì anh phục vụ tốt, còn các cái đơn vị khác thì em cũng không biết, thì em ít làm anh ạ. Đa phần thì giá một tí sẽ lên một chút. Em lâu em cũng làm cái ít, em ít lấy của việc làm của Vina, có đơn vị họ lấy cho rồi nên em tự lấy lại cái đơn vị kia rồi, vì đơn vị họ phục vụ tốt em mà. Không, nhưng mà họ cho em thoải mái, em không làm như vậy, em cứ thanh khoản liên tục luôn, tức là cứ thanh khoản cho em được, em có sức cũng phục vụ tốt rồi nên em không có phần công nợ của họ đâu. Vâng, lúc nào rảnh mới rảnh thì anh mời em đi trà đá thì trà đá. Qua chỗ em ngại lắm, vì là cứ tọc tào tọc đẹp em ngại lắm. Vâng ạ. Thế anh giữ sức khỏe nhé. Vâng, em chào nhé. Cứ ra khá là biết mà. Đây là 4 tiếng nhưng mà hả? Thế nào?